Vâng, lời đầu tiên thì Quốc Hùng xin gửi lời chào đến toàn thể tất cả bác và tất cả anh em đam mê âm thanh đã quay lại kênh âm thanh Quốc Hùng. Và trong video này thì bên em sẽ gửi đến bác, tất cả bác một cái bản test về chất âm của đài Cret Audio Pro 9200 dòng khủng long, để cho tất cả bác đánh lo full lớn, công suất lớn, hoặc là những cái cặp những cái đôi sub đơn, sub kép vân vân. Đấy thì về thông số của con Cret Audio này á, thì nó có một cái thông số cực kỳ là khủng nha bác nha. Đấy, thông số của nhà sản xuất họ đưa ra thì đây các bác sẽ thấy là cái công suất mát của con này là 6500W nha bác nha. 6500W, một cái công suất phải gọi là quá khủng của một cái con đáy. Đấy. Dòng này thì nó chạy mạch cờ lát hát nha bác, cờ lát hát rất là bền bỉ, và cũng như là sử dụng dòng nguồn sung, nên là nguồn điện nó rất là mạnh mẽ. Đấy. Ở 8 ohm chế độ CT thì con này là 1300W. Với cái công suất này thì nó đánh cực kỳ là chất lượng, cực kỳ là mạnh mẽ. Khi ghép vào những cái đôi loa, loa chúng ta thường là ở 8 ohm nha bác. Đấy. Và 1300W thì nó đánh rất là nhiều những cái cặp loa công suất lớn. Đấy. Như những cái đôi JBL. Ở 4 ohm á là nó 2200W, và 2 ohm là 3250W nha. Đấy. Đó là chế độ CT, nó đánh xuống tới 2 ohm nha bác nha, đánh xuống tới 2 ohm. Đấy. Và ở chế độ mono thì ở 8 ohm. Chế độ mono ở 8 ohm thì nó sẽ có công suất là 4400W. Đấy. Quá khủng nha bác. Đây. Em nói là có cái thông số đạt hoàn toàn cao bác. Đây. Có thông số đàn hồn cho tất cả bác nha. Đấy. 8 ohm mono 4400W, còn ở 4 ohm là 6500W. Đó, quá khủng nha bác, 6500W nha. Ở chế độ bridge mono. Đấy. Rồi thì em báo giá công khai luôn cho tất cả bác. Cái con này thì em về còn nghi hộp là giá 21 triệu nha. 21 triệu bên em đã bao cước vận chuyển, và cũng như là tặng cho các bác một cặp ba lắc. Giờ thì em xin phép test chất âm của sản phẩm này cho tất cả các bác lắng nghe trên đôi lo bass 40 Classic Pro CB1525 mã này. Đấy. Lo một đôi lo bass 40 chép kèn nha bác nha, đẹp keng như là cui xốp luôn, và có giá là 18 triệu bên em bao cước nha. Rồi mời tất cả bác chúng ta cùng lắng nghe. We'll be right back.
chi tiết và cũng như là quá là sáng luôn nha mấy. Khi mà ghép vào đôi loa full Silver, đôi full Classic Pro này thì quá là phê luôn. Rồi thì giá thì em đã báo rồi, mọi chi tiết mua hàng các bác cứ việc liên hệ cho cô Hồng qua số điện thoại trên tấm biển. Em rất cảm ơn tất cả các bác đã bỏ những cái thời gian theo dõi video và hẹn gặp lại.